người ta chưa kịp đi ngoại tình mà mình ở nhà mình cứ truyền thông, mình cài não là lại đi với đứa nào, rồi suốt ngày đi nhậu, thì hãy thay đổi lại cách truyền thông của mình. Bởi vì nếu không bạn sẽ bị cái luật truyền thông nó chi phối đấy. À, bây giờ thì cái giới truyền thông cũng là một trong những cái ngành hot đó, một trong những cái ngành phát triển. Và chúng ta cũng có luật truyền thông như thế. À, nếu mà chúng ta liên tục truyền thông là chồng mình là kẻ ngoại tình, rồi đồ phản bội, đồ xấu xa, thì điều gì sẽ xảy ra? Anh ta sẽ biến thành kẻ xấu xa thật. Nhưng nếu chúng ta truyền thông là em rất là biết ơn anh có rất là nhiều điểm tốt, anh cũng đã giúp đỡ em rất rất nhiều. Anh là một người đàn ông rất có trách nhiệm, anh là một người trung thủy, thì tự nhiên trong não của họ, kể cả lúc đó họ đang đi phản bội đi, thì não của họ đôi khi tự nhiên nảy số, ồ cô ấy nói mình là một người có trách nhiệm kìa, là một người trung thủy kìa, là một người tốt kìa. Vậy thì dần dần mà người ta bị cài não nhiều như vậy, người ta sẽ tự có sự chuyển biến mình thành một người tốt. Còn đôi khi người ta chưa kịp đi ngoại tình mà mình ở nhà mình cứ truyền thông, mình cài não là lại đi với đứa nào, rồi suốt ngày đi nhậu, thì hãy thay đổi lại cách truyền thông của mình. Bởi vì nếu không bạn sẽ bị cái luật truyền thông nó chi phối đấy. Bạn càm ràm là anh ta suốt ngày đi nhậu thì anh ta sẽ đi nhậu nhiều hơn cho bạn coi. Bạn càm ràm là anh ta đi với đứa nào đó thì anh ta từ không đi cũng sẽ biến thành đi thật cho bạn coi. Vậy chúng ta đang truyền thông ra mỗi ngày điều gì? Hay đôi khi chúng ta bảo là ô tại sao tiền bạc lại không đến với tôi nhỉ? Tại sao tiền bạc lại cứ tránh xa tôi thế? Tại sao tôi rất khó khăn trong việc kiếm tiền? Vậy hãy xem lại cái luật truyền thông của bạn với tiền. Bạn có cảm xúc tốt với tiền hay không? Hay mỗi khi mà bác thu tiền điện đến để thu tiền điện nhà bạn, thì bạn lại bắt đầu nghĩ trong đầu, hoặc thậm chí nói ra miệng á, đó là sao mà tháng hết nhanh thế nhở, lại phải thu tiền điện. Thế là tự mình truyền thông ra việc mình lại bị mất tiền, mình truyền thông ra một thái độ rất xấu với tiền, và thế thì làm sao mà tiền đến với mình được. Vậy thay vì truyền thông với bác thu tiền là sao bác lại đến thế, suốt ngày thu tiền thôi, mình lại bị mất tiền rồi, thì mình sẽ truyền thông lại là mình rất biết ơn điện lực đã cho mình có ánh sáng, mình rất biết ơn bác ấy đã đến thu tiền để giúp đỡ mình rất biết ơn chính mình vì mình đã có tiền để chi trả cho tiền điện để phát sáng cho cả gia đình. Có nghĩa chúng ta chỉ cần thay đổi lại cái luật truyền thông của mình thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ tốt đẹp hơn ít nhiều đó. Và nói đến đây thì có bạn nào thấy mình cũng đã từng mắc một vài cái lỗi truyền thông như vậy hay không? Và vũ trụ này thì đâu có hiểu là như thế nào đâu, nhưng mà mình truyền thông cái điều gì là mình sẽ đôi khi mình sẽ nhận về cái điều đó. Và chúng ta có hay truyền thông rằng mình chán quá không? Và càng ngày chúng ta càng thấy mình chán hơn. Rồi thường thường chúng ta có những cái câu kêu là ôi trời ơi khổ quá, rồi ôi chán quá, ôi sao bận quá. Và bạn cứ truyền thông như vậy đi, bạn sẽ ngày càng bận, sẽ ngày càng chán, sẽ ngày càng khổ và sẽ ngày càng buồn hơn đấy. Vậy bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta biết rằng mỗi một cái lời nói của mình, mỗi một cái suy nghĩ của mình, mỗi một cái hành động của mình, nó đều sẽ góp phần tạo dựng nên cuộc sống của mình. Và bây giờ mình còn muốn sẽ tuân theo luật vũ trụ để làm những cái điều nó đúng đắn để mình có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn hay không? Và nếu như bạn đồng ý như vậy á, thì hãy comment xuống phía dưới là tôi sẽ truyền thông những điều tích cực và tử tế. Và những điều tích cực và tử tế đầu tiên chúng ta cần phải làm nó với chính mình, và sau đó mình mới có thể làm nó với những người khác được. Bạn có hãy hứa với bản thân mình là mình sẽ truyền thông những cái điều đó nhé. Và nếu như bạn hứa thì hãy comment xuống phía dưới là tôi hứa. Lúc này cũng là lúc bạn đang truyền thông này. Lúc bạn đang comment ở trong livestream này cũng là lúc bạn đang truyền thông này. Tôi hứa là tôi sẽ truyền thông những điều tích cực mỗi ngày. Tôi hứa là tôi sẽ nói những điều tốt đẹp và biết ơn mỗi ngày. Và bạn có một lời hứa như thế nào với chính mình vào ngay lúc này? Hãy cùng comment xuống phía dưới livestream để chia sẻ cùng với Tây An và các bạn đang xem livestream nhé.
Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An, và bạn hãy nhanh chóng ấn vào nút đăng ký phía dưới và sau đó ấn vào hình quả chuông để là những người đầu tiên xem những video mới nhất. Bạn cũng có thể xem thêm những video được gợi ý ở phía bên này của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn!